Dù chưa được đưa vào sử dụng, nhưng trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Buôn Ma Thuột vẫn có nhiều phương tiện lưu thông qua lại và đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo nhà thầu thi công rào chắn tại các điểm chính vào tuyến đường đang thi công, không cho xe di chuyển vào để giảm thiểu tai nạn trước khi tuyến đường này được thông tuyến. Cụ thể, các vị trí lập rào chắn và biển cảnh báo cấm gồm vị trí đầu đường Cù Chính Lan thuộc phường Tự An, vị trí đầu cuối cầu cạn, nút giao đường Trần Quý Cáp, nút giao đường vào Buôn Com Leo, xã Hòa Thắng, nút giao km 5+900 đoạn giao nhau với hẻm 194 đường Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng và nút giao với quốc lộ 27. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người dân dỡ rào để đi vào, gây khó khăn cho đơn vị thi công và tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông trên đại lộ Đông Tây Buôn Ma Thuột. Dự án đường Võ Nguyên Giáp là dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng công trình. Nhà thầu thi công đang gấp rút thi công hạng mục còn lại như vỉa hè, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng để nghiệm thu đưa vào sử dụng trong thời gian tới.